Trong một số bài hướng dẫn trước đây về CorelDRAW thì tôi đã làm một cái chủ đề là hướng dẫn làm việc về văn bản ở trong Corel. Và trong đó thì cũng có một cái phần là hướng dẫn các bạn làm những cái chỉ số, số mũ trên, số mũ dưới cho các công thức toán học hoặc là hóa học gì đó. Tuy nhiên là hôm nay thì tôi thấy có một cái câu hỏi ở trên YouTube là bạn ấy muốn tôi hướng dẫn cái cách là chèn cái dấu hiệu khai căn ở trong Corel. Thế thì đây, tôi sẽ làm nhanh một cái video nhỏ nhỏ như thế này để hướng dẫn mọi người làm cái thao tác chèn các cái dấu toán học chứ không riêng gì khai căn nhé. Thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta khởi động Corel, sau đó thì mở cái tài liệu mà chúng ta muốn chèn các cái biểu thức, các công thức toán học. Sau đó thì trong phần menu text thì chúng ta tìm tới cái phần cuối cùng của nó là cái clip. Cái này thì các bạn lưu ý một chút là trước đây cái phần này thì nó sẽ gọi là insert character, và ở các cái phiên bản mà cũ hơn thì nó tên là insert character và nó nằm ở phía trên này. Thế còn các phiên bản mới nhất ở đây thì nó chuyển sang thành cái clip này, tức là cái tên của nó khá đồng bộ với lại họ nhà đốt. Và khi chúng ta chọn cái clip này hoặc là nhấn Ctrl F11 thì nó sẽ mở ra một cái bảng cho phép chúng ta chèn các ký tự đặc biệt. Đây. Và bây giờ các bạn cần phải tiến hành lọc một chút. Tại vì ở đây nó chèn các ký tự đặc biệt thì có rất là nhiều. Nếu các bạn mở cái bảng clip này ra thì các bạn sẽ thấy là đây là một số các cái ký tự đặc biệt đã được gọi trước đó, và chúng ta có thể là kéo thả một cách trực tiếp rất là dễ bằng cách là các bạn bấm vào đây và các bạn kéo thả từ cái cửa sổ này vào trong phần làm việc của chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể là đang gõ một cái chữ nào đó, sau đó thì chúng ta muốn thay đổi nó thì chúng ta sẽ làm như sau: bôi đen cái văn bản, cái chữ mà các bạn muốn thay đổi, sau đó thì nhấp đúp vào cái ký tự đặc biệt ở trong cái phần này thì nó sẽ chèn, nó thay thế cho các bạn. Thế còn ở phần này là cái phần phông chữ mà chúng ta sẽ dùng. Ví dụ như Arial hay Times New Roman vân vân, thì các bạn muốn gõ bằng cái phông nào thì các bạn chọn cái phông đó. Kế tiếp thì nó đến cái phần gọi là bộ lọc. Bộ lọc thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều các tiêu chí để mà lọc. Và trong trường hợp như các bạn đang yêu cầu, có một bạn yêu cầu là gõ và chèn các cái ký tự toán học, biểu thức toán học, thì chúng ta sẽ thay vì đánh dấu rất là nhiều thì chúng ta sẽ đánh dấu riêng cái phần này thôi, Mathematica Symbol, tức là các cái biểu thức, các cái biểu tượng toán học. Hoặc các bạn cũng có thể là chọn cái Symbol cũng được, Symbol thì nó rộng hơn. Còn Mathematica Symbol này thì nó là một cái dạng Symbol nhỏ thôi, tập trung vào toán. Các bạn đánh dấu cái này hoặc cái này cũng được. Thế sau khi mà chúng ta đánh dấu cái này thì nó sẽ, đây, không đánh dấu nhé, thì nó hiển thị như thế này. Nó gần như là gì cái gì cũng có, thì nó sẽ rất là nhiều và tìm sẽ rất là lâu. Thế cho nên là nếu mà chúng ta lọc thì chúng ta sẽ sổ cái này ra và chúng ta đánh dấu vào cái phần Mathematics này. Thì khi mà chúng ta đánh dấu thì tất cả các dạng symbol mà nó không thuộc yêu cầu của chúng ta, nó sẽ bị tạm thời giấu đi, mà nó sẽ chỉ hiển thị toàn bộ những cái symbol liên quan tới toán học như thế này thôi. Và bây giờ chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ việc là, đây, bôi đen, ví dụ chèn cái dấu hiệu khai căn, sau đó thì chúng ta gõ thêm cái tham số mà chúng ta cần đó, ví dụ căn bậc 2 chẳng hạn. Thế mà trong trường hợp như này thì căn bậc 2 này thì rất là to và rất là xấu, thì chúng ta lại phải chọn riêng cái này. Ví dụ như là chúng ta có thể là giảm bớt nó đi như thế này, và sau đó thì kéo cái điểm điều khiển sát vào, ví dụ để cho cái số 2 nó chui vào trong lòng cái dấu căn như thế này. Thì để thực hiện thì chúng ta sẽ chọn cái công cụ là công cụ Shape Tool này. Đấy. Khi Shape Tool thì nó sẽ bấm vào các cái điểm điều khiển ở đây của từng cái ký tự, và chúng ta có thể là thay đổi phông chữ, size, và điểm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là cái này. Tức là chúng ta có thể lôi kéo cái ký tự của chúng ta nó tiến hay lùi so với lại cái vị trí ban đầu, để mà chúng ta điều khiển cho cái ký tự này của chúng ta nó chui vào, nằm ở trong cái dấu căn như là cái công thức nó cần phải có. Thế thì hy vọng là qua cái video này thì có thể là giải đáp được cho
câu hỏi của các bạn. Nếu như trong trường hợp các bạn muốn chèn các cái công thức hoặc các biểu thức toán học vào trong cái môi trường CorelDRAW,